Với tình hình triều cường cao kết hợp với mưa to như hiện nay thì nguy cơ ngập lục cục bộ nhiều vườn cây ăn trái tại các huyện phía Nam của tỉnh Đồng Tháp là rất cao, có thể gây thiệt hại nặng cho nhà vườn nếu như không có các biện pháp ứng phó kịp thời. Và đúng như những gì mà chị Nguyễn Quế vừa chia sẻ, và điều cần làm lúc này là người dân phải nhanh chóng phối hợp theo hướng dẫn của ngành chức năng và chính quyền địa phương, chủ động bảo vệ vườn cây ăn trái trước nguy cơ ngập lục. Sau đây là ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Cây ăn trái là loại cây trồng lâu năm, nông dân phải đầu tư khá nhiều chi phí và công sức. Do vậy, nếu để xảy ra các sự cố khiến vườn cây bị chết do ngập úng, thiệt hại sẽ rất lớn. Trước tình hình ngập lụt do triều cường dân cao, nhà vườn và chính quyền các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm chăm sóc và gia cố đề bao bảo vệ vườn cây, đặc biệt là các vườn cây chuyên canh có giá trị kinh tế cao như sầu riêng thời điểm này á, là tất cả các toàn bộ các cái vườn sầu riêng trong khu vực này là đang à, trổ bông rồi một số là đang có trái là nó, nó, nó nếu mà nước mà bể bờ vô tràn bờ vô ha thì nó thiệt hại là nói chung là gần toàn bộ luôn á cú động rồi thì hôm rồi là có đưa cô bé vô à, để gia cố cái bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái cho bà con đó thì à, à, cơ bản là hiện nay thì cái các cái, cái, cái đê bao thì nó cũng đảm bảo rồi các dùng trồng cây ăn trái, nhất là những dùng trồng cây ăn trái lớn, đều nằm cặp theo sông Tiền và sông Hậu. Do vậy, nhiều dùng trồng cây ăn trái chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Triều Cường. Tại quyện Châu Thành hiện nay có khoảng 1.500 hecta chuyên canh sầu riêng, trong đó hơn 60% đang cho trái. Thời điểm này, phần lớn cây sầu riêng đang xử lý ra bông, tại những giường này tuyệt đối không thể để nước ngập. Ngành nông nghiệp đang có nhiều biện pháp cung cấp thông tin, khuyến cáo kịp thời cho bà con để chủ động bảo vệ vườn cây của mình phối hợp với Đại khí tượng của đồng tháp cung cấp số liệu thì chúng tôi làm một cái bản tin thì trong đó có dự báo thời tiết mưa nắng bão ha, tình hình nước lũ đồng thời bên cạnh đó là những loại cây rau màu và cây trái thì trong giai đoạn nào thì bà con ta nên chủ động để phòng đấu phó nếu trồng sầu riêng phải có cái trong dùng ô bao nước nhiều thì bắt buộc thì chúng ta xả không được thì chúng ta phải dùng máy bơm Diễn biến tình hình thủy văn kết hợp với mưa bão có thể xảy ra bất thường, do đó ngành chuyên môn khuyến cáo nhà vườn phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chủ động bảo vệ vườn cây, nhất là trong các đợt triều cường cao điểm.